Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tại video này chúng tôi xin mời các bạn nghe một cái giới thiệu và để bán với các bạn một cái đĩa CD Chuyện tình Bolero do Lan Anh là người trình diễn. Thưa các bạn, tại cái đĩa Chuyện tình Bolero của Lan Anh thì Lan Anh có trình bày rất là nhiều các cái tác phẩm nổi tiếng, ví dụ như Duyên Phận, Đèn Khuya, Một Mình Thôi, Không Bao Giờ Quên Anh, Phận Gái Thiền Quyên, Phượng Buồn, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, Nếu Đời Không Có Anh và đĩa Thành Phố Buồn. Đây là dòng nhạc tình bolero rất là hay. Và đĩa thì là đĩa gốc. Khang Audio có bán tại Khang Audio đĩa Chuyện Tình Lan Anh này, Chuyện Tình Bolero của Lan Anh này với giá là 300.000. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với chúng tôi ship hàng theo phương thức COD. Thế ngay sau đây thì chúng tôi muốn mời các bạn nghe thử cái đĩa này trên cái hệ thống loa bongo và âm ly bóng đèn tại Khang Audio với bài Duyên Phận các bạn nhé. Xin mời các bạn. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương rồi người ta hiến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ bỏ lại sau lưng, bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt ngượng buồn. Thấy mẹ em chán dưng dưng dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng, bước qua sông sông hỏi từng con sông đời người con gái không muốn yêu ai được
du thì sống làm sao mà trong chưa đổ bên biết nơi nào đủ cho rồi người ta thêm theo họ hàng đôi bên một ngày nên duyên một bước em nên người vợ bỏ lại sau lưng mà lệ tràn dần dần dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên trong bước qua dòng sông hỏi từng con sóng đời người con